Xin chào bạn. Đây, quay lại với chuỗi giới thiệu những ngành nghề xây dựng ở bên Nhật Bản. Đợt trước mình đã giới thiệu cho các bạn là bê tông với lại nghề trác hồ và về nghề phụ hồ ở bên Nhật Bản. Thường như là những ngành nghề đó là ngành nghề làm ở bên ngoài. Hôm nay á thì đợt này mình sẽ giới thiệu cụ thể nhất những ngành nghề làm ở trong nhà cho các bạn. Mời các bạn đón xem. Các bạn, hôm nay mình sẽ nói về ngành cây rìu. Ngành cây rìu ở Nhật Bản, cái hôm bữa mà mình có cái video mà làm trong một ngày á, mình đã nhắc đến lúc mà mình làm bô đồ á. Cây rìu là làm xương trần này với lại xương 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 tường. Đây, bây giờ mình đang làm xương xương trần nhà này. Ở trên trần nhà chưa có xương này. Bây giờ mình đang cái này gọi là burrito, ốc vít gọi là natto, còn cái móc như này là ham dạ này, ham dạ. Ngành cây rìu á là cả bao luôn, là cả cắt cắt xác, hàn xác, đó. Nghĩa là nói chung là vừa gọi là vừa là xây dựng vừa là cơ kiểu cơ khí á, là vừa hàn luôn á. Đây là hôm nay mình sẽ bắn ở trên trần này. Hôm nay mình sẽ làm trần. Đây là cái máy là Imbakuto. Cái thanh sắt này là thanh sắt Boruto. Đây là thanh móc. Bây giờ mình sẽ bấm lên cái lỗ xe này. Trên trần nó sẽ có một cái lỗ. Một cái lỗ ở trên. Bây giờ mình sẽ bắn lên trên. Thì bắn xong rồi là ông ra thành như này đây. Còn hoàn thiện cái xương trần là sẽ như thế này đây các bạn. Hoàn thiện xong thì đội bô đồ nó sẽ tới bắn bắn trần và bắn tường. Bên hướng bên này thì mình chưa làm, bây giờ chiều chắc mình sẽ làm. Các bạn trước khi làm trần nhà này là các bạn phải lắp ráp mấy cái ào xi bà này. Các bạn sẽ thấy này, ào xi bà rất là nhiều để đứng trên cao để làm cái trần nhà. Để các bạn xem rất là cao, cái cầu thang này khoảng 3 mét đấy, thêm cái trần nhà nữa. Khi lắp ráp xong á, lắp ráp xong ào xi bà đúng không, là các bạn phải buộc dây này, buộc dây lại. Cái khăn mà đi ở trên cao nó sẽ rất là dễ té, với lại dễ trượt, cái asiba rất là dễ trượt, nó rất là nguy hiểm, mình phải buộc lại rồi mới bắt đầu làm. Nhật á mà muốn làm cho cái tường hay là cái trần nhà mà nó bằng phẳng á, là người ta họ sẽ sử dụng laser này, chứ không có như thô sơ như ở Việt Nam. Bạn sẽ thấy không? Đó, này. Nó sẽ bắn tia laser rồi đó. Qua tới tận bên kia, tới hết phòng luôn. Rất là bằng phẳng luôn. Trần rất là đơn giản. Nó cái loại to là đan guruba, loại là đan guruba. Còn loại nhỏ này là sin guruba. Còn thanh mà thanh ngang đây là chaniru. Còn đây là những dụng cụ mà để làm trên trần nhà. Những loại như thế này là loại để nẹp gắn giữa hai thanh với nhau lại với nhau này. Cái này gọi là jointer. Là xin jointer là nẹp những cái loại nhỏ. Loại nhỏ này. Loại trong kia là loại đầu kia là loại to rồi.
mấy thằng nhỏ là bỏ đi. Cái này là nẹp của cha này rư, nên là nẹp là thân thân sắt nga, thân sắt nga và thân thân như này ra thân như này. Còn loại này là clipper, loại để cố định mấy cái thân ở trên trần. Clipper này. Thì thực sự là trong Nhật Bản nội thất á, là bao luôn bao gồm tường trong, dán tường với lại kê rìu. Còn nghề của mình á, cái ngành nghề của mình là ngành nghề bán bộ đồ, bán bộ đồ và kê rìu là làm sắt để bộ đồ bán. Vâng, thường á, nghề cái nghề của mình á là sau bắn, khi mà chỗ này là cái, vì đây là cái phòng toilet đúng không, là mình bắn xong tường bô đồ xong á, mình sẽ bỏ đây, mình sẽ bỏ mấy miếng xốp này, mấy miếng cắt âm với lại cắt hôi vô trong này, bô đồ rất là nhiều. La 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 chép hay bịt kín hết mấy con ốc lại, là anh làm bằng phẳng cái tường, rồi sau đó bằng phẳng cái tường sau là sẽ có một đội là dán tường, nó là sẽ hoàn thiện. Và mình cũng công việc nội thất của mình là sẽ cũng kim luôn cái trần nhà trên này. Vâng, và đây là cái máy để bắn lớp 2. Bây giờ mình phải găm điện chuẩn bị dụng cụ để bắn lớp 2 nữa. Vâng, mình đã lắp xong rồi. Và cái máy bắn lớp 2 là ra như thế này đây. Đấy. Cái máy này gọi là máy bắn hơi. Đấy. Tí nữa mình sẽ lắp con đạn, lắp đạn và lắp bình. Đấy. Cái bình của nó là cái như thế này đây. Mình lắp vào sẽ bắn. Đấy. Trước khi mà dán tường á, họ sẽ chét một lớp mà kiểu giống như xi măng á, giống như thạch cao xi măng không ạ, quét một lớp để che hết vít với lại dầu ma đi cho nó bằng phẳng cái tường, và sau đó họ sẽ dán như cái đó. Thế các bạn sẽ thấy họ sẽ dán, bây giờ họ sẽ bạn.
cái nghề mà nghề cuối cùng trong nội thất ở trong Nhật cái bản á, đó là nghề dán sàn. Đầu tiên là sẽ là làm sáp này, nghề làm sáp này. Nghề thứ hai là nghề bắn bộ đồ này. Nghề thứ ba là bắt đầu là dán tường này. Và nghề cuối cùng sẽ là dán sàn. Trong 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 kia là người ta họ đang dán sàn kìa. Mình sẽ quay cho các bạn xem cái nghề dán sàn nó như thế nào cho các bạn xem dễ hình dung sàn nhà ở bên Nhật. Sau khi mà dán tường xong là sẽ đến cái công đoạn cuối cùng là dán sàn này các bạn. Dán sàn này. Giống như cái phòng này. Dán tường xong đúng không? Họ sẽ đến dán sàn. Cắt một cái lớp keo rồi gấp sàn lên. Ngành mà sơn nước ở Nhật Bản là nước sơn như thế này này, mà trước khi họ sơn họ phải dán mấy cái tép bự này để bảo vệ. Hầu như là cái phòng nào mà hoàn thành á là mới bắt đầu họ sẽ sơn sửa lại những góc như thế này này. Sơn sơ rồi bắt đầu một là dán tường sẽ dán tiếp và dán những cái góc sơn những cái góc như này để đỡ họ thấy. Thấy là cái bức tường nó chứ mãi là nó chưa sơn này và dán sơn này trắng xóa không. Ở bên Nhật á là có những loại tường là sẽ có những tường mà nó sẽ dán tường, có những tường thì nó sẽ sơn đó. Cũng sơn nghề sơn nước thì cũng giống như ở Việt Nam thôi, nó cũng sơn nhưng mà nó tự mỹ hơn, nó trước khi nó sơn là phải dán cái tép bự, một lớp tép bự để phải đỡ phải lem ra ngoài để anh quét một đường thẳng đó mà. Chỗ cái góc này chú mày là họ dán này đó. Họ dán này họ đỡ phải lem qua bức tường này này, nhưng mà họ dán cái bên hướng bên đi. Nhắc đến ngành nội thất ở Nhật Bản thì hầu như là các bạn sẽ nghĩ đến là nó sẽ bao hào đúng không? Nhưng mà thực sự á thì ở bên Nhật á là ngành nội thất nó sẽ chia ra nhỏ rất là từng công đoạn. Đó là công ty này nó sẽ làm một việc nào đó, là công ty khác nó sẽ theo thứ tự. Là giống như hôm nay mình sẽ quay cho các bạn là từng thứ tự những công việc làm trong nội thất ở trong Nhật Bản. Đó là ngành đầu tiên á, đó là ngành làm xương, còn gọi là tiếng Nhật còn là gọi là ngành kerio. Ngành thứ hai đó là ngành bánh thạch cao, gọi là ngành bánh bô đồ. Ngành thứ ba đó là ngành dán tường, và ngành thứ tư đó là ngành dán sàn, là hầu như nó sẽ là hoàn thành. Riêng có một ngành đó là ngành hoàn theo kiểu là sửa chữa chỗ nào mà nó bị rách hay là chỗ nào nó bị xước đó là ngành sơn nước. Ngành sơn nước là nó sẽ là làm xuyên suốt, nếu là nó sẽ là hư chỗ nào nó sẽ sơn chỗ đó. Còn những ngành nghề mà trước mặt mình kể ở trên hoặc là mình quay video cho các bạn xem á, đó là ngành nghề mà nó sẽ theo thứ tự. Về thuận lợi của các ngành nội thất trong nhà á, đó là các bạn sẽ được là làm trong nhà này, là không bị ảnh hưởng về thời tiết và mưa gió. Giống như là nếu mà các bạn làm các công việc ở bên ngoài á thì trời mưa gió thì các bạn sẽ được nghỉ, nhưng mà đối với làm các ngành nghề trong nội thất á
thì mưa gió hay là bão bùng gì thì các bạn vẫn được đi làm cả, không có bị ảnh hưởng về thời tiết. Và ngành là thuận lợi thứ hai là các bạn sẽ luôn được là giống như là hàng ngày các bạn phải sử dụng tiếng Nhật, giao tiếp bằng tiếng Nhật và công việc cũng sử dụng bằng tiếng Nhật. Và hầu như cái mức lương cơ bản của ngành nội thất á, thì hầu như từ 13 lá là trở lên. Giống hiện tại giống như mình vậy, mình cũng đang làm ngành nội thất nên mình có thể mình chia sẻ cho các bạn. Cái thuận lợi nhất mà mình cảm thấy là thuận lợi cực kỳ đó là trong ba ngành nghề, đó là ngành nghề dán tường, ngành nghề dán sàn và ngành nghề sơn 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 nước. Đó là mình thấy là những khi mà họ làm những cái công đoạn mà sắp hoàn thiện á, thì họ không cần có đội mũ hiểm. Còn trong khi đó vào mùa trời nóng á, mình đội mũ hiểm mà cả ngày trời coi như là nó toát mồ hôi, công nhận mấy ông nó sướng nhất, thuận lợi cực kỳ. Cái khó khăn ở trong ngành nội thất xây dựng ở Nhật Bản á, thì mình theo như mình cảm nhận á, thì cái đầu tiên của mình luôn nhắc đến cho các bạn đó, đó là tiếng Nhật. Thực sự là trong ngành nội thất á, đặc biệt là những người mà làm nội thất người Nhật á, họ thực sự là họ nói rất là nhiều, mà họ nói là họ nói với mình, nhưng mà họ muốn mình cái gì đó là họ muốn mình đáp lại, giống như là hai bên trò chuyện với nhau để làm việc cho nó vui vẻ, cái kiểu như vậy. Còn cái thứ hai của mình á là cái thực sự là vì bên Nhật có cái phong tục tập quán là họ tuyển mình đó, là mình là người trẻ là mình phải là luôn luôn là làm những việc nặng nặng nhất đó, đó là mình vận chuyển chỉ là vật liệu và nguyên liệu lên cho người ta đó. Và thường thì nếu một ngành kê rượu đi, ngành kê rượu thì phải vận chuyển từ sắt cho đến là 30 cho đến 70 bó. Còn ngành bô đồ đi, ngành bô đồ các bạn cũng xem vi, vi video các bạn sẽ biết đó là bô đồ là rất chồng lên rất là nhiều. Còn ngành dán tường và dán sàn thì hầu như là cái một bó như vậy á, một bó như vậy là tầm khoảng 25 cho đến 30 kg. Còn hầu như mình thấy là ngành sơn thực sự là nếu mà các bạn mà muốn sơn thật nhiều phòng á, giống như ở sơn ở Việt Nam đi, một thùng sơn như vậy á là nó rơi vào độ là từ 15 kg cho đến 25 kg đúng không? Thì ở bên Nhật nó cũng vậy, thì hầu như là trước khi làm họ sẽ vận chuyển vật liệu lên trên đó rồi tập trung một chỗ rồi họ mới làm đó. Cái khó khăn mà cuối cùng mà mình muốn nhắn nhủ cho các bạn đó, đó là các bạn mà qua đây làm việc, nhất là các bạn tu nghiệp sinh đó, thì các bạn sẽ qua đây làm việc thì các bạn sẽ nhận một người người thầy, và người thầy đó sẽ cùng làm việc với các bạn sẽ xuyên suốt từ khi nhận các bạn cho đến 3 năm, hết 3 năm các bạn về nước. Thì như vậy trong cái khó khăn này á, thì mình cảm thấy là các bạn sẽ luôn luôn phụ thuộc vào người thầy đó. Nếu mà mình cũng không có dám chắc là các bạn sẽ nếu như là bên Việt Nam cũng vậy thôi, cũng có người này người nọ, bên Nhật cũng vậy chứ không có ai sẽ tốt hết. Nên mình nghĩ các bạn hãy luôn học tiếng Nhật thật tốt và trò chuyện với họ thật nhiều để giống như là mình hiểu thêm giữa hai thầy trò. Như vậy sẽ rất là tạo mối quan hệ và công việc thật tốt để mình ổn định cuộc sống và là công việc ở Nhật Bản. Đợt này mình chỉ tổng hợp được những ngành nghề mà có liên quan ở trong nội thất ở Nhật Bản. Còn tiếp theo nữa thì mình sẽ cố gắng mình quay cho các bạn xem là những ngành nghề làm bên ngoài trong ngành xây dựng ở Nhật Bản. Các bạn hãy ủng hộ mình và đón xem video để hiểu thêm về công công việc xây dựng ở Nhật Bản nhé.